mình sẽ chia sẻ về cái nguyên lý hoạt động của cái van xử lý khí thải trên những dòng xe số phổ thông các bạn. Cái van này thì nó nhằm mục đích nó làm giảm đi cái lượng khí thải độc hại thải ra môi trường các bạn, bằng cách là nó sẽ lấy cái khí thải trước co xả các bạn, rồi có đường ống sắt này, nó sẽ đi lên trên cái van, trên cái van xử lý khí thải này. Khi mà cái đường ống để gắn vào cái con hút này, khi chúng ta nổ máy nó sẽ tạo ra cái lực hút chân không á, nó sẽ hút, nó làm cho cái van trong này nó mở. Ở bên kia thì nó có một cái đường ống lớn, nó có một cái bầu lọc nha các bạn, để nó lọc cái khí sẵn ở môi trường á, nó hòa vào ở trong cái van này, và cái lượng khí thải chưa được xử lý lần hai đó thì nó sẽ hút lên phía trên van này và hòa vào cái dòng khí sạch ở ngoài môi trường hút vào. Thì khi nổ máy thì nó tạo cái lực sinh không ở cái đường ống này, nó sẽ hút, nó sẽ làm cho cái van trong này mở và nó sẽ hút oxy sạch ở ngoài, kèm theo cái khí thải chưa được xử lý lần hai, nó sẽ đi qua cái co này hút lên trên đây, và nó sẽ theo cái đường ống này nó sẽ hút xuống buồng đốt và sẽ được đốt cháy lần hai các bạn, đốt cháy lần hai để khí thải ra môi trường nó được sạch hơn nha. Nó thải ra cái ống xả nó sạch hơn vì nó được đốt tới hai lần các bạn. Nó khác với mấy cái đời không được trang bị cái quan xử lý khí thải, thì nó chỉ đốt một lần thôi thì nó sẽ thải ra trực tiếp ra ống xả luôn các bạn, cho nên nó gây cái nồng độ khí thải ra môi trường rất là cao và gây ô nhiễm môi trường. Còn đối với những cái đời mà được trang bị cái van xử lý khí thải thì khí thải nó sẽ đốt và lại thêm một lần nữa trước khi thải ra môi trường như các bạn, cho nên xe được trang bị cái xử lý khí thải này thì cái khí thải xả ra môi trường nó sẽ được sạch hơn như các bạn, sẽ đốt triệt để hơn.